Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thám tử Nhanh Trí đây, chuyên săn lùng khám phá những điều bí mật chưa được bật mí. Và hôm nay Nhanh Trí sẽ tiếp tục công cuộc đột nhập nhà cửa của ba idol là Oppa Huy Idol, Việt Phương Thoa và Đào Lê Phương Hoa để khui banh bí mật mà hàng ngàn fan đang ngóng chờ muốn biết. Nếu bạn là dân chơi không sợ mưa rơi thì thử đoán câu hỏi đầu tiên này xem. Theo bạn, ai là idol top top tới từ Hải Phòng, Bi Quy Thanh hay Oppa Huy Idol? Cày ngày cày đêm TikTok mà còn không biết thì thôi luôn. Anh chàng dân chơi Oppa Huy Idol, quê gốc Hải Phòng là không lòng vòng, không còn là cái tên xa lạ gì với cộng đồng TikToker hiện nay với những clip hài hước tự đóng, mỗi lần xem là cười từ nhà ra phố. Ngoài ra, anh sở hữu một body săn chắc 6 múi nhờ yêu thích tập thể hình hàng ngày và sở hữu một chiều cao 1m77, đốn tim nhiều fan, trong đó có mình. Ai hi. À, mà bạn có bao giờ thắc mắc nghề chính của Oppa Huy Idol là gì mà suốt ngày anh quay top top thế không? Giải ngay câu đố số 2 nhé. Oppa Huy Idol làm nghề chính là gì? Thợ cắt tóc hay nhiếp ảnh gia? Úi trời, không những là một trong các hot TikToker nổi đinh nổi đám mà Oppa Huy Idol còn là một thợ cắt tóc và sở hữu một salon tóc nổi tiếng tại Hải Phòng nữa cơ. Mem nào ở Hải Phòng có ghé salon tóc của anh Huy Idol lần nào chưa? Tiết lộ cho 500 anh em biết với. Để làm gì á? Để hôm nào Nhanh Trí phi đến cắt tóc chứ còn làm gì? Hi, nhớ nha, tiếp theo đây là câu đố chỉ dành cho những fan nào thường xuyên theo dõi Oppa Huy Idol thì phải biết sự thật này. Anh ấy có niềm yêu thích gì sau đây? Tập thể hình hay đi du lịch? Wow, Oppa Huy Idol đã làm các fan sắc đẹp phải đổ rầm rầm cái âm vì anh sở hữu một body múi nào ra múi nấy đáng ngưỡng mộ mà nhiều người ao ước, nên niềm yêu thích mãnh liệt của anh ấy là tập thể hình nha các bạn. Khai thật con lật đật đi, bạn có đổ trước anh ấy không? Chứ mình thì xin đổ trước một bước nhé. Úi, nhưng mà không đổ được rồi, mình mới phát hiện ra một bí mật bấy lâu nay cực kỳ ít người biết về Oppa Huy Idol mà anh ấy giấu kỹ quá. Anh ấy đang âm thầm hẹn hò với cô gái tên là gì? Khánh Băng hay Khánh Hà nhỉ? Sốc toàn tập nha fan ơi, cô gái mà anh ấy đang âm thầm hẹn hò có tên là Khánh Hà. Còn về danh tính của cô gái này thì mình xin nhường lại cho các fan thám tử tài ba vì mình thừa biết tài năng tìm kiếm truy tìm của con dân Nhanh Trí siêu tốc độ và siêu chính xác lắm mà. Mà thôi, người yêu của Celoc Huy quan trọng với Celoc Huy, chứ với chúng ta bây giờ quan trọng bạn phải đoán đúng tên của kênh TikTok Oppa Huy Idol, Huy Seoul Idol hay Huy Idol Seoul. Ăn coi nồi ngồi coi TikTok của Oppa Huy Idol mỗi ngày mà còn không biết tên của kênh người ta là dở rồi. Huy Seoul Idol là kênh TikTok chính chủ của Oppa Huy nha các bạn ơi. Nhìn con số triệu follow kia mà ước, nó nhảy sang YouTube Nhanh Trí quá. Các fan hùng mạnh của Nhanh Trí có làm được điều này không? Nhớ thả ngay một subscribe nhé. Và có 99% các bạn tự nhận mình là fan cứng. Vậy các bạn có biết điều này không? Oppa Huy Idol trở thành idol triệu view trong thời buổi nào? Covid hoành hành hay bình thường mới? Là trời, có ai còn nhớ cái thời Covid nằm nhà la cả lên TikTok coi 180 phút mỗi ngày không? Lúc ấy, Oppa Huy Idol nổi lên dần dần, rộ rộ như một cơn sốt mà không ai thoát khỏi được luôn. Bởi vì những video clip hài của anh ù mê hấp dẫn quá mà. Ai cũng ù mê Oppa Huy giống mình thì thả tín hiệu bằng một like, một comment đi nha. Ý mà để Nhanh Trí ăn miếng bánh, uống miếng nước đã rồi chiến tiếp với anh em nhé. Chà, xong rồi đây. Tiếp theo, chúng ta cùng đột nhập nhà của hot TikToker Việt Phương Thoa để xem cô nàng này có những bí mật gì cần được bật mí hay không. Bạn nào biết chị đẹp Việt Phương Thoa nổi tiếng qua series gì thì nhanh tay nhấn chuông trả lời nè. Uống coconut không hay chủ tịch giả dạng và cái kết? Chắc có bạn sẽ nói, trời đố dễ vậy cũng đố, nhưng mà coi chừng trả lời sai đó nha. Việt Phương Thoa là cô gái nổi tiếng được nhiều người biết đến qua series chủ tịch giả dạng và cái kết. Ok, hình như trả lời đúng mà chưa comment thì phải. Comment đi để còn điểm danh chứ mình có biết bạn trả lời đúng hay không đâu. Ok, tới tiếp câu hỏi tiếp theo nhé.
Ai cũng biết Việt Phương Thoa và Viên VB là đôi chị em TikToker thân thiết, nhưng đố bạn ai mới là em gái chị Google? Với chất giọng khàn đặc trưng của chị Google, Việt Phương Thoa đã xuất sắc giành vị trí em gái chị Google và nổi trên mạng như một hiện tượng. Trời ơi, mình nghe chị Việt Phương Thoa giả giọng chị Google mà nghe mãi không chán. Bạn có giả giọng như cô ấy được không? Bữa nào gửi ghi âm solo với Nhanh Trí nè. Mà không biết chị ấy thuộc cung hoàng đạo nào mà tài năng như vậy các bạn nhỉ? Hình ảnh dưới đây là gợi ý về cung hoàng đạo của chị đẹp Việt Phương Thoa. Đố bạn là song tử hay xử nữ? Cô gái sinh năm 1998 này cùng song tử nha các bạn ơi, nổi tiếng như hàng trăm video viral trên mạng xã hội, từ tiểu phẩm ngắn, nội dung hài hước đến các video review tất tần tật mọi thứ. Bạn nào cùng cung song tử thì điểm danh nhận đồng bọn với idol tài năng xinh đẹp đi kìa. Tới ngay câu đố số 10, Việt Phương Thoa từng đạt giải thưởng khủng nào? Top 30 Hoa hậu Việt Nam hay Top 30 Hoa khôi sinh viên Việt Nam? Người gì đâu vừa tài giỏi lại còn xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước thế kia, với chiều cao lý tưởng 1m68 lại còn chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Việt Phương Thoa sở hữu body vạn người mê, đã lọt vào top 30 hoa khôi sinh viên Việt Nam đấy các bạn. Trời ơi, u mê con tê tê quá đi mất. Và tiếp theo là thông tin siêu siêu bí mật chỉ 1% fan mới biết thôi nha. Bạn có biết tại sao năm 2021 vừa qua Việt Phương Thoa và người yêu chia tay không? Đúng là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Hay, vì cả hai không tìm được tiếng nói chung nên chuyện tình đẹp của cặp đôi này cũng đành đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cô nàng khẳng định mình và Chí Thành vẫn làm bạn và vẫn ủng hộ nhau trên con đường cả hai đã chọn. Tiếp theo, câu 12 này chỉ dành cho những bạn có đầu óc phán đoán thiên tài và là fan cứng cựa của nhân vật này thì mới biết. Đố bạn nhìn hình bóng này và đoán ra đây là ai? U là trời, Nhanh Trí nhìn ngang nhìn dọc cả buổi vẫn không biết là ai. Vậy mà chỉ trong 10 giây, các fan đã đoán được là Đào Lê Phương Hoa, một chị đẹp dancer hot TikTok từ đó đến giờ. Không biết mình học nhảy theo chị ấy bao nhiêu điệu rồi nữa. Vậy biệt danh mà hàng triệu người biết đến của Đào Lê Phương Hoa là gì? Bạn biết không? Hoa Hanashi hay Bông Hanashi? Còn biệt danh nào vào đây nữa? Quá dễ, Hoa Hanashi là biệt danh ngộ nghĩnh mà khán giả biết đến Phương Hoa. Chẳng biết cái tên ấy xuất phát từ đâu nữa. Ai biết thì tiết lộ cho Nhanh Trí biết với nha. Và những fan chính hiệu của Hoa Hanashi mới biết được đáp án của câu 14 này. Các video TikTok của Phương Hoa chủ yếu làm về nội dung gì? Nhảy hay hát cover? Như mình vừa nói ở trên, chị ấy làm dancer mà, sở hữu một vóc dáng quyến rũ xinh đẹp. Vì vậy, chị ấy có lợi thế khi làm về các video nhảy cực kỳ cuốn hút, khiến nhiều người phải đổ dầm dầm. Tuy bây giờ là một dancer, nhưng Hoa Hanashi từng có ước mơ trái ngược hoàn toàn. Đố bạn cô ấy từng ước mơ gì? Luật sư hay người mẫu? Dáng người cao ráo với ba vòng cực chuẩn thế kia, nhưng cô lại không muốn làm người mẫu mà lại có ước mơ làm luật sư đấy các bạn. Bởi vì sao các bạn biết không? Thời sinh viên, cô ấy từng là sinh viên khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội đấy. Câu đố cuối cùng cực kỳ dễ mà cũng cực kỳ khó nha. Đâu là video nhiều triệu view nhất trên kênh TikTok của Hoa Hanashi? Đáp án là video nhảy Park Bong Bong, là video nhiều view nhất của Hoa Hanashi tính đến thời điểm hiện tại với 67,4 triệu lượt xem. Ui, video ngày hôm nay toàn những nhân vật bánh cuốn quá, làm mình quên mất là hết thời lượng rồi.